Sáng nay, Agribank Bắc Thanh Hóa đã khánh thành bàn giao công trình an sinh xã hội trạm y tế phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa. Trạm y tế phường Quảng Cát là công trình an sinh xã hội do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ 100% kinh phí với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Công trình được xây dựng kiên cố gồm 2 tầng với diện tích sử dụng 250 m², có đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trạm y tế phường Quảng Cát có nhiệm vụ sơ cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 10.000 dân. Trạm y tế phường Quảng Cát có nhiệm vụ sơ cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 10.000 nhân khẩu của phường với lưu lượng hơn 4.000 lượt người mỗi năm. Việc khánh thành đưa vào sử dụng trạm y tế phường Quảng Cát do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ có ý nghĩa rất lớn, thiết thực, giúp địa phương thực hiện mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, nâng cao rõ rệt chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hàng nghìn hộ dân. Đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các bác sĩ ứng dụng máy móc hiện đại vào hoạt động khám chữa bệnh, qua đó nâng cao năng lực sơ cấp cứu người bị tai nạn, sản khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nhất là đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng.